Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với loạt video của môn là Calculus 1. Ở trong video ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi đề tiếp theo là chúng ta đi tính giới hạn ha. Lần lượt chúng ta sẽ khảo sát là các kỹ thuật để chúng ta tính giới hạn. Sau đây chúng ta đi vào kỹ thuật đầu tiên. Kỹ thuật đầu tiên là chúng ta thấy trực tiếp chúng ta luôn kết quả. Một cách dễ hiểu là khi x tiến đầu kèm lấy x kèm thái bảo hàm của tính giới hạn kèm có được số đẹp thì chúng ta có luôn kết quả, thì lý thuyết có nhiêu đó thôi ha. Để các em dễ hình dung, sau đây là chúng ta làm bài tập ví dụ. Bài tập đầu tiên là tính giới hạn là lim khi x tiến đến 2, hàm số là 2x bình cộng với x cộng 4. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Kỹ thuật này là khi x tiến đầu và x tiến 2 nha. Lấy tiến 2 kèm theo luôn bộ hàm. Chỗ nào có x thì kèm theo bằng 2. Đây ha. Kèm có được kết với bằng 18. Vô cùng đơn giản các em ha. Sau đây là chúng ta sang bài số 2. Bài tập ví dụ số 2 là tính giới hạn lim khi x tiến 3 ở tử là căn bậc 2 của x cộng 3 chỉ x cộng 3. Vậy chúng ta có được khi chúng ta nhẩm thì chúng ta có được số đẹp, thì số đẹp là kết quả cuối cùng luôn ha. Sau đây là chúng ta trình bày chi tiết. Khi x tiến 3 lấy 3 các em thấy vào đây, giả tử vào mẫu ha. Chỗ nào có x thì các em thấy bằng 3. Đây ha. Các em rút gọn thì các em mới được kết quả là 1/2. Các em sẽ được bài số 2. Đây là chúng ta sẽ bài số 3. Bài tập ví dụ số 3 là tính lim khi x tiến 1 ở tử là căn của x cộng 8 và mẫu là căn của x. Các em nhẩm thì các em lấy bằng 1, các em thấy vào thì chúng ta được số đẹp. Số đẹp là kết quả luôn ha. Sau đây là chúng ta trình bày chi tiết. Khi x tiến 1 lấy 1 các em thấy vào đây. Chỗ này toàn bộ là số, không cùng với x ha. Nên các em bỏ luôn lên phía trước. Các em rút gọn thì các em có kết quả nó bằng 3. Các em sẽ được bài số 3. Sau đây là chúng ta sẽ bài số 4. Bài tập ví dụ số 4 là tính lim khi x đến a ở tử số là căn x cộng căn a chia mẫu số x cộng a. Cam nhẩm lết bằng a, cam thế vào thì rõ ràng nó không có dạng vô định ha. Dạng vô định là 0 trên 0, vô cùng trên vô cùng hoặc vô cùng trừ vô cùng, ví dụ ha. Còn các trường hợp vô định khác, khi x tiến ra các em thấy vào, các em bị luôn số đẹp và các em nhẩm ha, nên các em trình bày vào luôn. Chỗ nào có x thì các em thêm bằng a. Đây ha. Tử số là 2 nhân căn a, mẫu số là 2a. 22 các em rút gọn căn a, các em rút gọn mẫu số của căn a. Vậy kết quả là 1 chia căn a. Các em sẽ được bài số 4, sau đây là chúng ta sẽ bài số 5. Bài tập ví dụ số 5 là tính giới hạn khi x tiến đến 0 của hàm này. Thì nhắm các em có được là số đẹp ha, nên số đẹp là kết quả cuối cùng. Chú ý là nó không có dạng vô định. Sau đây là chúng ta trình bày. Khi x tiến đến 0 thì lấy 0 các em thấy vào, chỗ nào có x thì các em thay nó bằng 0. Toàn bộ là số, nên phía trước các em bỏ luôn lim ha. Các em chú ý cột x là còn lim, hết x là mất lim. Vậy cuối cùng các em có được là cái đáp bài này nó bằng 2. Thì cái thực đầu tiên rất là đơn giản ha.